Tôi nghĩ rằng việc giảng dạy tại thời điểm đó, suốt trong buổi giảng pháp, cho đến khi sư phụ rời đi, tôi thấy rằng khá ăn khớp với nhau. Những điều mà tôi thấy quan trọng nhất là đầu tiên, nguyên tắc Ahimsa, hay còn gọi là không gây hại, dường như thực sự cộng hưởng với tôi rằng sống thanh thản trên mặt đất và cố gắng không làm hại môi trường, nhất định cố gắng không làm hại người khác hoặc các sinh vật khác, không làm hại chính chúng ta. Đó dường như là một thông điệp mạnh mẽ mà sư phụ đã đưa ra. Có lẽ bởi vì đó là những năm 60 và con người đã làm rất nhiều điều tự hủy hoại bản thân để có thể là một phần của nó. Và rồi sự kiên nhẫn là một điều khác mà sư phụ đã dạy chúng tôi từ rất sớm. Nó liên quan đến việc tha thứ cho bản thân và khoan dung với người khác. Nó liên quan đến việc cố gắng tìm ra những thói quen của chúng ta, khám phá chúng trong chính chúng ta và những phiền não cụ thể mà chúng ta có, những cảm xúc cụ thể, vân vân. Và sau đó cố gắng tập trung vào những điều đó, nhưng có thể tha thứ cho bản thân nếu điều đó không xảy ra. Nếu bạn đã không bỏ được một tập khí xấu ngay lập tức mà cứ tái phạm hoài, như tôi đã nói trước đây, nhiều người đã bỏ cuộc vì không thể tha thứ cho bản thân, vì họ thấy họ cảm thấy rằng nếu họ không thể làm điều đó một cách hoàn hảo thì họ vĩnh viễn không thể làm được điều đó. Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là những người theo đạo Phật và chúng ta đang gắn bó với nhau trong một cộng đồng nhất định. Nhưng tất cả chúng ta đều chỉ là con người và tất cả chúng ta đều có những thiếu sót. Chúng ta có những điểm khác biệt nên đôi khi khó khăn của người này và khó khăn của người kia xung đột với nhau và chúng ta có một tình huống rất không vui và khó chịu. Bằng cách nào đó, bạn phải tìm hiểu xem bạn có nên tiếp tục ở lại trong đạo tràng hay không. Và đặc biệt là trong bài hát của đạo tràng, bạn phải tìm hiểu xem rằng tôi phải làm gì về việc đó, làm cách nào để tôi có thể ở chung trong một cộng đồng với những người không thấu hiểu tôi. Và nếu bạn thực sự muốn ở lại, bạn sẽ tìm ra nhiều cách để giải quyết vấn đề đó. Vì vậy, nếu tôi cố gắng suy nghĩ để đúc kết lại những lời dạy của sư phụ, thì một trong những điều đó chính là sự kiên nhẫn. Và vì vậy, kiên nhẫn với người khác là không tức giận, đó không phải là điều dễ dàng. Và bạn biết không, đây là điều mà 50 năm sau hoặc hơn nữa tôi vẫn sẽ thực hành. Nhưng tất cả đều đến từ những gì tôi đã thấy. Khi tôi thực hành những gì tất cả đã xảy ra, bản ngã luôn ở đó. Tôi đã từng trong hoàn cảnh như vậy. Bất cứ khi nào tôi tức giận với ai đó, tôi sẽ chỉ nhìn thấy. Ý tôi là tôi đã không. Tôi muốn nói rằng tôi không nhìn thấy. Nhưng trải qua nhiều năm, bạn bắt đầu thấy cái tôi của chính mình, sự ích kỷ của mình, sự thích thú của mình. Khi nghe những lời khen ngợi, nỗi sợ bị đổ lỗi luôn ở ngay đó. Khi bạn tức giận, đó là khi bạn biết mình có cái tôi. Vì vậy đó luôn là cơ hội mỗi khi sự việc xảy ra. Khiêm tốn nhường nhịn thì điều đó sẽ không xảy ra. Nó thực sự không tốt. Vì vậy đừng tức giận mà hãy kiên nhẫn. Tiếp theo đó, một điều khác nữa mà bạn có thể đã được nghe đến rằng sư phụ đã nói với chúng tôi là mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì,
đừng lo lắng. Ngay bây giờ, nếu bạn thực hiện điều đó trong bối cảnh của những năm 60 và 70, bạn sẽ dễ hiểu sai rằng, à, mọi thứ đều ổn, chỉ cần lùi lại, không làm gì cả là được. Hoàn toàn không phải là như vậy. Chúng tôi được khuyến khích làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức. Nhưng đối với tôi, đó là một ba la mật tối thượng của vô úy thí. Đừng sợ hãi vì mọi thứ thực sự ổn, về cơ bản là như vậy. Và dù bạn có lo lắng sẽ không thay đổi được cái gì. Nên với tôi đó là một lời dạy sâu sắc mà tôi ghi nhớ và tự nhủ mỗi khi gặp khó khăn. Và tôi cũng nói với người khác rằng, mọi thứ đều ổn, chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức, chúng ta vẫn phải làm việc chăm chỉ, và vâng, mọi thứ sẽ khó khăn. Chúng ta chỉ là những người bình thường, ngay cả những người sống ở vạn Phật Thánh Thành, kể cả những người đã biết đến sư phụ trong nhiều năm, chúng ta vẫn là những người bình thường, và điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn phạm sai lầm, chúng ta làm tổn thương nhau, chúng ta cãi nhau, đố kỵ lẫn nhau, chúng ta phạm tất cả những điều đó. Nhưng chúng ta biết rằng chúng ta có một con đường phía trước. Và vì vậy, sư phụ luôn nói rằng, tôi không thể nhớ chính xác ý tôi muốn nói. Điều này có nghĩa là, khi bạn ăn năn, bạn sẽ bước sang trang mới trong cuộc đời bạn. Khi bạn thực sự hối lỗi về sai lầm của mình, thì mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Vì vậy, đừng quay lại, đừng làm những điều tệ hại. Đừng để nó quay lại quẩn quanh trong tâm trí của bạn. Kiểu như tôi ước tôi đã làm cái này, giá mà tôi đã làm, lẽ ra phải thế này, lẽ ra phải thế kia, vân vân. Đó chỉ là lãng phí năng lượng. Chúng ta có món quà quý giá này được trao cho chúng ta, và đó là thời gian. Tôi đã mắc sai lầm đó. Tôi sẽ tiến lên phía trước với hy vọng tôi sẽ không lặp lại điều đó lại một lần nữa. Và nếu tôi làm vậy, tôi nhớ tôi là một người bình thường, đang ở một nơi phi thường, và tôi có khả năng cho những điều phi thường, nhưng tôi vẫn là một người bình thường. Những người đang làm việc với tôi và những người đang sống với tôi cũng là những người bình thường, và họ có những lỗi lầm giống như tôi.无论做什么事情，你要放不下都是麻烦。你要放得下，就不麻烦。怎么叫放得下呢？就是我常常对你们讲的，行，OK，No problem，就是这个。你要能这么样子。你也是变成妙人了，你听听呢，也就越听越妙了。你只要能改过自新，以前你无论犯什么罪业，都我愿意承担过来，我愿意替你们担负这个罪。因为以前你们不懂，你们造了罪业是不明白，没有学佛法。以后啊，你们皈依佛法了之后，再不要造罪业了。你们大家以前所造的罪业啊，我是绝对呀、啊，这个罪业都算我的。为什么呢？因为我没有教化明白你们。那么你皈依之后，不可以再。造罪业了，要做种种的善事，不要做种种的恶事，你听得懂吗？啊，我小慧一去英文，这句英文呢，就是怎么样呢 ？I'm okay, no problem。就是一切事情啊，怎么样都好，你骂我也好，打我也好，杀我也好，啊，总而言之我是认账的，
所以一切的人对我有什么不礼貌，我都是回光返照。哈哈哈，为什么你说哈哈？